Rồi chứ té. Dừng. Tao. Thôi thôi, bớt bớt dọn ăn bánh trung thu đi té. Chứ mày nhức răng á té. Nhức răng gì té chùm đá đi té. Dạ hết đá rồi. Mày đi mua giùm tao đi. Dạ. Có đá nè té. Chỗ nào đau đâu đưa con giùm cho. Bà mẹ nó. Mày giùm đá cho tao bớt đau ha. Mày lấy đá bớt tao vậy. Thì lấy cục bự cho nó nhanh hết đau mà té. Ai biểu mày vậy? Đem vô động á, chặt nhỏ ra, bỏ vô cái khăn rồi đem ra đây chườm cho tao. Dạ. Khoan. Đến nước này thì con phải ra tay thôi tía. Mày lên làm gì tao? Răng thứ nhất ở đâu? Để con xử lý cho. Thôi. Tao, chở tôi đi bác sĩ. Chỗ này không được tí. Mày tắm vô coi. Vậy tí. Sao tới mấy chỗ răng hàm mặt rồi mày không vô? Mày chạy hoài mày kiếm cái gì vậy? Kiếm răng hàm trái. Tía đâu răng hàm trái, có phải răng hàm mặt đâu. Kiếm răng hàm mặt gì? Hả? Mẹ nó. Đâu răng mà không yên với mẹ nữa.